Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cuộc xung đột Nga Ukraina đã bước sang năm thứ ba và hiện vẫn không rõ đến bao giờ mới kết thúc. Bên phải gánh chịu hậu quả tàn khốc của xung đột chính là người dân Ukraina. Cuộc giao tranh dai dẳng giữa hai nước láng giềng thời gian qua đã khiến cuộc sống người dân Ukraina bị đảo lộn. Nhiều hộ gia đình phải bỏ xứ tha hương đối với đa số người dân Ukraine chọn ở lại đất nước. Cuộc sống bình thường vẫn nằm ngoài tầm với, tính mạng bị đe dọa, việc làm bị mất, trường học, bệnh viện và nhà cửa bị tàn phá do các cuộc tấn công tên lửa, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu bị giảm sút và nhiều người dân Ukraine phải chịu đựng những tháng mùa đông khắc nghiệt mà không đủ nguồn lực hỗ trợ. Theo hãng tin Reuters, ngoài thương vong, giao tranh còn tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của đời sống người dân Ukraine vấn đề việc làm cho người dân Ukraine là một bài toán nan dài. Tại Ukraine, vấn đề lao động đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Vấn đề sẽ càng trở nên trầm trọng hơn khi cuộc xung đột với Nga kéo dài và Ukraine buộc phải lấp đầy khoảng trống mà hàng triệu người đã rời khỏi đất nước, gia nhập quân đội hoặc tử trận để lại. Việc thiếu lao động trẻ, khỏe đang tạo ra gánh nặng đối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ vốn tạo nên xương sống của nền kinh tế Ukraine thời chiến. Mới đây, Ukrainska Pravda đưa tin, trong một bài phát biểu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ triển khai một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12, cung cấp hỗ trợ với số tiền 1.000 hryvnia, tương đương với 24,2 đô la Mỹ cho mỗi người dân Ukraine. Ông nói, các hoạt động chuẩn bị cho những tháng tới phải tiếp tục ở mọi cấp độ của nhà nước chúng ta. Có rất nhiều công việc trong lĩnh vực năng lượng. Đây là bảo vệ các cơ sở. Đây là công việc về sự ổn định của hệ thống các khu vực đang chuẩn bị, cộng đồng đang chuẩn bị, quân đội đang chuẩn bị. Ngoài những việc mang tính hệ thống như vậy, còn có những quyết định có thể được đưa ra trực tiếp để hỗ trợ người dân. Người đứng đầu nhà nước đã chỉ thị cho chính phủ xác định chi tiết và trình bày với người dân rằng Tôi đã chỉ thị cho chính phủ đưa ra một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12. Chương trình này sẽ hữu hình đối với mọi gia đình ở Ukraine. Có sự hỗ trợ cho tất cả mọi người, người lớn, trẻ em, mọi gia đình ở Ukraine. 1.000 hryvnia cho mỗi người số tiền này sẽ lên tới vài nghìn hryvnia cho mỗi gia đình. Số tiền này có thể được chi để mua hàng hóa, dịch vụ của Ukraine, đặc biệt là tiện ích, điện. Giới chức Ukraine ngày 26 tháng 10 cho hay tên lửa của Nga phóng trúng các tòa nhà dân cư và bệnh viện Meknikov ở thành phố Dnipro vào tối 25 tháng 10, khiến hàng chục người thương vong. Một cảnh sát, vợ và hai con gái của ông đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà sau vụ tấn công. Trong khi con gái út của ông được giải cứu, vợ và con gái lớn của ông đã thiệt mạng, theo cảnh sát quốc gia Ukraine. Vụ tấn công đã gây thiệt hại 13 tòa nhà trung cư, hai ngôi nhà và bệnh viện Meknikov, bệnh viện quan trọng để điều trị cho những người lính bị một số vết thương nghiêm trọng hơn ở tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Zelensky đề cập đến vụ tập kích nhằm vào Dnipro. Cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ ba và Nga tiếp tục gây thiệt hại. Đó là lý do vì sao chúng tôi kêu gọi phải tăng thêm áp lực cho đối phương. Thành phố Dnipro là thành phố lớn thứ tư của Ukraine, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và nhân đạo quan trọng trong suốt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thành phố này nằm cách thủ đô Kiev khoảng 395 km. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết, tính đến ngày 25 tháng 10, lực lượng Ukraine đã giết, làm bị thương hoặc bắt giữ 17.819 binh sĩ Nga tại tỉnh Kursk của Nga. Theo vị tướng này, tổng cộng 6.662 binh lính Nga đã thiệt mạng 10.446 binh sĩ bị thương và 711 binh sĩ bị bắt. Ông Zelensky cũng bác bỏ tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh các quốc gia mới nổi BRICS ở thành phố Kazan, Nga, rằng khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Kursk. Ông Zelensky nói, đây hoàn toàn là thông tin sai lệch, không phản ánh tình hình thực tế. Quân Ukraine đã tiếp tục các hoạt động tích cực theo hướng Kursk, phá hủy năng lực chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 26 tháng 10, có tổng cộng 159 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân đội Nga đã thực hiện 60 đòn không kích, trong đó sử dụng 102 quả bom lượn, triển khai hơn 550 máy bay không người lái UAV và nã hơn 3.500 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M2 của Nga hiện đã có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở phía sau. Điều này giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ khi thực hiện nhiệm vụ tấn công tầm xa. Tính năng này đánh dấu một bước tiến đáng kể của Nga. Tu-160M2 đã trở thành máy bay ném bom chiến lược đầu tiên trên thế giới có thể tấn công các mục tiêu trên không phía sau. Hiện máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 trang bị radar phía sau đang được sản xuất tại nhà máy hàng không Kazan. Sự bổ sung này tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của máy bay ném bom, cho phép nó phát hiện và tấn công các mối đe dọa không chỉ ở phía trước mà còn ở cả phía sau. Cùng với radar mới này, máy bay đã được trang bị một loại tên lửa không đối không mới, có thể tấn công mục tiêu theo cả hướng tiến và lùi. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết chính thức nào về các loại tên lửa không đối không cụ thể được lắp trên TU-160M2, các chuyên gia quốc phòng đã suy đoán về các hệ thống tên lửa liên quan. TU-160M được thiết kế để sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí theo quy ước nhằm tấn công các mục tiêu của kẻ thù tại những vị trí xa xôi. Theo truyền thông Nga, Tu-160M hiện là máy bay siêu thanh quân sự lớn nhất. Lớp vỏ màu trắng bao phủ toàn bộ máy bay khiến Tu-160M còn có tên gọi là Thiên Nga Trắng. Nó có thể giúp bảo vệ các phi công nếu vũ khí hạt nhân chiến thuật được phóng, bởi trong vụ nổ hạt nhân, về lý thuyết, lớp vỏ này sẽ phản chiếu phần nào nhiệt năng. Vào năm 2022, ngoài việc hiện đại hóa 16 máy bay ném bom Tu-160, Nga mua khoảng 50 máy bay chiến đấu Tu-160M. Việc sản xuất hàng loạt máy bay ném bom được nâng cấp bắt đầu vào năm 2023 với tỷ lệ sản xuất tối thiểu là 3 máy bay trong một năm. Tốc độ sản xuất này sẽ phù hợp để hoàn thành đơn đặt hàng 10 máy bay trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Việc nâng cấp Tu-160M đang được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là dỡ bỏ một số hệ thống cũ, chẳng hạn như các hệ thống định vị ném bom, được sử dụng để ném bom chính xác và lắp đặt hệ thống định vị K042 K1 mới cũng như hệ thống tự lái ABSU 201. Lực lượng không quân Nga đã sử dụng TU-160M1 từ cuối năm 2014. Các động cơ NK-32 được nâng cấp, radar novela NV-170 mới, buồng lái máy bay, thiết bị chống nhiễu và thiết bị liên lạc tạm thời cùng các vũ khí hạt nhân và vũ khí theo quy ước đều nằm trong giai đoạn 2 của việc nâng cấp TU-160M2. Tu-160M được cho là sẽ được trang bị các tên lửa hành trình X-101 với các đầu đạn theo quy ước và đầu đạn hạt nhân. Những tên lửa này có thể được lắp vừa 12 vị trí trên máy bay. Theo một số nguồn tin, máy bay mang tên lửa Tu-160 tương được sử dụng để phóng thử tên lửa ở Syria. Tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng Mỹ sẽ cùng Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu Liên minh các nước đào tạo phi công Ukraine. Ông Austin đưa ra thông báo trên sau khi Washington cùng 10 quốc gia khác nhất trí thành lập Liên minh máy bay chiến đấu để cung cấp cho Kiev các tiêm kích như F-16. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, tạp chí Airspace Force dẫn lời một người phát ngôn không quân Mỹ rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện lái F-16 tại căn cứ không quân quốc gia Morris ở bang Arizona của Mỹ. Tờ này khi đó cho biết một số ít phi công Ukraine được cho là đã bắt đầu học kiến thức cơ bản về F-16 với phi đoàn 162 thuộc lực lượng phòng không quốc gia Arizona của Mỹ. Người phát ngôn không quân Mỹ nói thời điểm tháng 10 năm 2023, chương trình đào tạo sẽ phù hợp với kiến thức và kỹ năng cơ bản của mỗi phi công và dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Theo truyền thông Mỹ, các phi công Ukraine sẽ học những điều cơ bản về vận hành tiêm kích F-16 trong lớp học và máy mô phỏng trước khi thực sự luyện tập với máy bay. Mặc dù đây là quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ khóa đào tạo phi công nào, nhưng các buổi đào tạo dành cho phi công Ukraine có thể được đẩy nhanh để họ có thể quay trở lại chiến trường sớm nhất. 7 tháng sau đó, người phát ngôn lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ ở Arizona, ông Erin Hannigan, nói rằng nhóm phi công đầu tiên của Ukraine đã vượt qua khóa huấn luyện F-16 tại Mỹ. Ông này không tiết lộ số lượng sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên hoặc ngày tốt nghiệp chính xác vì lý do hết sức thận trọng cho sự an toàn của các phi công. Song song với Mỹ, Vương quốc Anh cũng vừa đạt một cột mốc quan trọng trong việc hỗ trợ Kiev khi 200 phi công Ukraine hiện đã hoàn thành khóa đào tạo với Không quân Hoàng gia Anh, RAF. Những phi công này, với 8 phi công mới nhất tốt nghiệp chương trình đào tạo bay cơ bản EFT của Không quân Hoàng gia Anh, sẽ nhanh chóng được chuyển sang chương trình huấn luyện bay nâng cao hơn. Tất cả nằm trong quá trình chuẩn bị cho không quân Ukraine chuyển từ tiêm kích từ thời Liên Xô sang sử dụng máy bay chiến đấu F-16 hiện đại hơn do Mỹ sản xuất. Không quân Hoàng gia Anh thông báo trên Twitter, lễ tốt nghiệp mới nhất của các phi công Ukraine từ khóa đào tạo bay cơ bản của RAF đã diễn ra, có sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Anh và Đại sứ Ukraine tại London, tướng Valery Zaluzny. Bước tiếp theo là đào tạo nâng cao và chuyển sang F-16 với các quốc gia đối tác. RAF không vận hành F-16, nhưng họ là đơn vị ủng hộ chương trình quốc tế, cung cấp cho Kiev cả đào tạo phi công và kỹ thuật để giúp các phi công Ukraine làm chủ mẫu tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ tư này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ dẫn các nguồn tin chiến trường cho thấy lực lượng nga đã giành lại 46% lãnh thổ mà Ukraine từng giành kiểm soát ở vùng Kursk. Tổng thống nga Vladimir Putin khẳng định rằng quân đội Kiev ở đây đang bị bao vây. Tuy nhiên tuyên bố này đã bị tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syzdyk phản bác. Ông Syzdyk viết trong một bài đăng trên Telegram. Các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục kế hoạch quân sự tại quốc trong tháng thứ ba liên tiếp và đã giành được một số thành tựu đáng kể. Nga vẫn gây áp lực lớn cho chúng tôi, nhưng bản thân họ cũng đang phải chịu tổn thất lớn về nhân sự và vũ khí. Những tổn thất mới nhất tại quốc cho thấy Kiev đang phải vật lộn trên chiến trường trong bối cảnh hành trình tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn còn khá xa vời. Theo ISVK, tình hình nguy cấp với quân đội Kiev đã lên đến đỉnh điểm kể từ khi tuyến đường tiếp tế phía Tây được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực đối phương. Việc Kiev giành quyền kiểm soát khu vực Quốc đã được Tổng thống Zelensky đề cập trong kế hoạch chiến thắng với hy vọng con bài mặc cả này sẽ phát huy giá trị trên bàn đàm phán với Nga trong tương lai. Tuy vậy, những đà tiến mới nhất của Nga trên chiến trường có thể buộc Kiev phải nghĩ khác. Ông Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Vienna của Áo cho biết, Tôi không nghĩ tại thời điểm này, Nga đang dùng toàn lực để đẩy quân đội Ukraine về bên kia biên giới. Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị chứng kiến một đợt tấn công tổng lực. Mục tiêu chính của lực lượng Nga hiện nay là làm suy yếu quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và bằng máy bay không người lái. Chuyên gia này nói thêm, về cơ bản, Nga chỉ đang thăm dò điểm yếu trên hệ thống phòng thủ của Ukraine, nên những đợt tấn công vẫn còn mỏng và khá hạn chế. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Ukraine dường như đang bị đẩy lùi, khiến hy vọng giữ đất làm con bài mặc cả càng trở nên mong manh. Chiến dịch tấn công vào quốc hồi đầu tháng 8 của Ukraine đã không đủ sức chuyển hướng cuộc tấn công của Nga tại vùng Donetsk như mong muốn. Ông Konrad Mizica, một nhà phân tích quân sự của Rochan Kizantin tại Ba Lan cho biết, Nga đã duy trì khoảng 33 đơn vị trong khu vực, tăng từ 12 đơn vị vào giữa tháng 8, trong khi Ukraine đã triển khai tổng cộng khoảng 23 đơn vị. Theo ông Mizica, giới chức Ukraine hẳn đã kết luận rằng, xét về góc độ chiến lược quyết tâm bảo vệ những gì họ giành được ở Kursk là xứng đáng ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất thêm lãnh thổ ở Donbass. Ông nói, Nga càng giành lại nhiều lãnh thổ ở Kursk thì Ukraine càng mất đi lợi thế chính trị mà họ mong muốn. Vì vậy, Ukraine cần phải điều thêm nhiều đơn vị đến khu vực này hoặc tấn công mạnh ở những nơi khác để đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề là hiện nay, Ukraine dường như không có năng lực dự phòng nào để bổ sung cho Kursk. Giới quan sát nhận định, một trong những mục tiêu ban đầu của cuộc tấn công Quds là kéo binh sĩ Nga về lại lãnh thổ của họ và làm suy yếu cường độ tấn công ở các khu vực khác, dường như đã thất bại. Nga vẫn duy trì lực đẩy quân sự chính ở các chiến trường miền đông Ukraine, tấn công xung quanh sườn Pokrov và cả phía nam quanh Kurakhov. Tuy nhiên, việc đánh bật quân đội Ukraine khỏi khu vực đòi hỏi một lực lượng binh sĩ và vũ khí lớn hơn nhiều từ Nga. Đây là ván cược tất tay mà Kiev đang hy vọng Moscow sẽ từ bỏ vào phút cuối, dù điều này đồng nghĩa với việc Ukraine cũng sẽ phải trả giá. Ông Gadi nói, không rõ lực lượng phòng thủ của Ukraine trong khu vực này mạnh đến mức nào, nhưng tôi nghĩ rằng Ukraine sẽ tiếp tục điều động một số lực lượng dự bị đến quốc trong thời gian tới, bao gồm các lực lượng dày dặn kinh nghiệm tác chiến ở những mặt trận quan trọng khác.